Xin chào các bạn nhé. Ngày hôm nay thì Như sẽ cho các bạn coi một số mẫu camera wifi và giải thích cho các bạn thì một số bạn có hỏi là nên chọn mẫu camera wifi nào thì tốt nhất. Thì thật ra đối với những cái thương hiệu như là Cablevision, Dahua, Hikavision thì ba cái thương hiệu này là như thế nó đang ổn định trên thị trường và hầu như những ai mà đã lắp camera thì thường sẽ lắp ở ba cái thương hiệu này. Còn những cái thương hiệu khác thì như chưa thấy nó gọi là một ba cái nhà gọi là camera lớn nhá. Những cái camera khác thì nó có thương hiệu, có người lắp nhưng mà thật ra thì nó chưa mạnh bằng cái ba cái thương hiệu này. Ba cái thương hiệu này gọi là sự ổn định của nó trên thị trường là rất là ok. Và các bạn có thể sử dụng và các bạn có thể lắp trong một trong ba thương hiệu này nhá. Nhưng mà một trong ba thương hiệu này nó sẽ có cái khác nhau và giống nhau. Và tùy theo những người mà thích ưa chuộng camera Cablevision, Dahua hoặc Hikavision, tùy theo cái thương hiệu của từng thương hiệu mà khách hàng muốn. Vì đối với những cái người mà lắp camera trọn bộ, người ta sẽ nghe những lời tư vấn của kỹ thuật viên. Và thường kỹ thuật viên thì sẽ chọn cho mình những camera loại mà nó giá rẻ và cái chất lượng của camera phải ổn định. Vì khi mà những người mà ta lắp camera cho các bạn, người ta sẽ không muốn bảo hành nhiều cho các bạn, nên người ta sẽ chọn một con camera chất lượng của nó đẹp và giá thành của nó phải chuẩn nhất, để khi mà lắp người ta có thể còn có cái lợi nhuận ở trong đó và đến tay khách hàng thì nó sẽ không phải là quá cao để có thể cạnh tranh với bất cứ một cái nơi lắp đặt camera nào khác. Thì thường những người lắp đặt camera chọn bộ cho các bạn, người ta sẽ chọn cái dòng Hikavision. Hikavision là như vậy, thì nó thường có cái giá thành rất là rẻ, nó rẻ hơn cái thương hiệu Dahua và Cablevision và cái chất lượng của nó đẹp là ok. Thì thường như thấy là những cái nơi mà lắp đặt camera ấy, thì người ta lắp Hikavision rất là nhiều vì giá thành của nó rẻ và cái chất lượng camera ổn định ok, thì người ta nên người ta chọn Hikavision cũng nhiều. Nhưng mà với một số người, người ta được tới nơi người ta tư vấn kỹ hơn, người ta có thể chọn những cái thương hiệu người ta thích, người ta muốn và người ta đã sử dụng qua camera rồi và người ta muốn sử dụng những cái thương hiệu mà người ta muốn lắp đặt như là Dahua, Cablevision thì người ta sẽ sử dụng. Vì mỗi một thương hiệu sẽ có một cái phần mềm coi trên điện thoại riêng, thì có nghĩa là Cablevision, Hikavision, Dahua sẽ có mỗi một cái phần mềm riêng để coi camera của mình. Vì vậy khi mà khách hàng coi, người ta sẽ thích, quan trọng là ta thích cái phần mềm người ta coi trên điện thoại, cái nào mượt mà, cái nào mà người ta cảm thấy ok nhất, đơn giản nhất và dễ sử dụng nhất thì người ta sẽ chọn camera đó nhé. Đây, bây giờ Như sẽ cho các bạn coi một vòng những camera mà Như sẽ giới thiệu cho các bạn đây và dễ tư vấn cho các bạn để các bạn có thể hiểu các bạn có thể lắp camera loại gì, thương hiệu gì để cho ổn định. Thì bây giờ Như sẽ tư vấn riêng cái dòng wifi cho các bạn trước đã nhé. Thì hiện tại trên tay Như ở trên chỗ mà Như đang cho các bạn coi đây thì nó có thương hiệu như là Dahua, KB và Hikavision. Ba cái thương hiệu mà Như giới thiệu cho các bạn ấy, hầu như là trên thị trường người ta lắp rất là nhiều. Đối với Hit thì Như đã nói qua rồi, còn đối với Dahua và KB thì hai cái thương hiệu này nó giống xem như nhau nhưng cái phần mềm sử dụng của nó hoàn toàn khác nhau. Phần mềm của Dahua và KB nó về camera thì nó cái mà hình mẫu của nó, cái gọi là giống như là camera, giống như là cái nhìn bỏ ngoài của nó giống y chang như nhau mà nó chỉ khác thương hiệu thôi. Và nó khác ở cái điểm gì, khi mà các bạn lắp camera của KB thì chúng ta phải cài phần mềm của KB và nhiều khi cái phần mềm của KB nhiều bạn sẽ thích hơn cái phần mềm của Dahua, tùy theo các bạn nhé. Đấy là Như đang nói ví dụ cho các bạn nghe thôi. Thì Như chỉ muốn nói là với Dahua và KB thì giá thành của nó sẽ cao hơn hết các bạn nhé. Nếu như các bạn đã sử dụng KB rồi, sử dụng Dahua rồi thì mình đã có cái mà mình muốn mình xài riêng rồi. Để ví dụ như về vậy, các bạn đang lắp camera của Dahua rồi thì mình nên chọn một con cái wifi của Dahua hoặc KB tùy theo cái mà mình đang lắp ở nhà, để khi mà chúng ta lắp về nhà chúng ta có thể ép thêm đồ thu được, hoặc là chúng ta có thể coi cùng các phần mềm của nó dễ dàng hơn. Còn nếu như mà các bạn chưa lắp thì các bạn có thể tư vấn, nghe các bạn lắp camera tư vấn cho các bạn, hoặc là Như cũng sẽ nói rõ hơn cho các bạn để các bạn có thể hiểu và chọn cho mình cái thương hiệu mà các bạn muốn lắp cho gia đình mình nhé. Thì cái thương hiệu Dahua và KB, giá thành của hai cái bộ camera này xem như nhau. Và hiện tại trên chỗ Như, trên chỗ cửa hàng Như, công ty Như đang phân phối và lắp đặt thì Như thấy là con Cablevision bên Như đang sử dụng và bên Như đang phân phối lắp đặt
thì giá thành của nó sẽ nhích hơn một chút so với Dahua, và cái phần mềm sử dụng của con Camera Vision như thấy nó ok hơn Dahua. Dahua thì rất là nhiều người xài vì Dahua nó có của nó phân phối được, nó được phân phối bởi công ty DSF. Dahua là công ty DSF Việt Nam, và như thế có một dòng nội địa, dòng mà giống như nó không nhập khẩu chính ngạch nữa mà nó không có hóa đơn xuất xứ, thì như không biết là cái con camera đấy có chất lượng hay không. Thì vì vậy cái con camera đó thì trên thị trường thì như thế là sẽ có hai loại, dòng nó được phân phối qua công ty DSF, hoặc là một dòng nó không nhập qua DSF mà nó sẽ nhập trực tiếp từ Trung Quốc. Vì vậy nó được coi là có hàng giả. Như vì vậy như chưa biết là cái con như thế nào, như thế nó giá rất rẻ hơn rất là nhiều so với hàng chính hãng. Nhưng mà như cũng nghe một số kỹ thuật nói về cái con camera đó, và như cũng chưa thấy được cái con camera đó như thế nào. Nhưng mà để an toàn thì các bạn cứ mua những cái nơi nào uy tín nhất để bảo đảm camera cho các bạn vấn đề về sau. Vì vậy khi mà chúng ta mua bất cứ một con camera nào, khi mà nó bị lỗi, mình phải có cái nơi để mình bảo hành, sửa chữa, và chúng ta có thể nhờ những người đó tư vấn cho mình để nâng cấp nhiều hơn camera, ví dụ chúng ta muốn gắn thêm. Bây giờ như sẽ cho các bạn xem một chút, quay một chút, sơ quay một chút để các bạn có thể thấy được những con camera có thương hiệu nó sẽ khác những camera không có thương hiệu như thế nào nha. Đối với con camera trên tay như mình cho các bạn coi đây, thì con này con C12 của Dahua. Cái con này có độ phân giải là 2 megapixel, nó không có xoay 360 được mà nó sẽ xoay theo kiểu là lắp camera cố định. Nó sẽ được chỉnh theo cái góc nhìn của các bạn, nó sẽ được chỉnh theo góc nhìn của các bạn. Chân đế của như vậy, khi mà lắp trên tường thì mình sẽ thể quay camera theo hướng của các bạn muốn xoay. Thì vì vậy cái con camera này nó sẽ có góc nhìn tương đối lớn để bao quát hết toàn bộ cái góc mà nó muốn quan sát được. Thì cái con bên cạnh nó là con C35 cũng thế các bạn nhé, là nó cũng là con wifi nhưng nó không phải là con quay 360, nó chỉ có được một góc cố định, và cái góc đó mình sẽ điều chỉnh theo cái hướng của mình, và cái góc nhìn của nó chắc chắn sẽ rộng hơn con wifi để có thể quan sát toàn bộ cái góc nhìn cho các bạn. Hai cái con này là của dòng Dahua. Các bạn có thể biết Dahua là cái dòng mà nó ổn định. Thì những cái thương hiệu mà như đã giới thiệu cho các bạn đây thì nó hoàn toàn là những cái thương hiệu ổn định. Quan trọng là các bạn chọn mẫu mã và thương hiệu nó như thế nào, và giá thành của nó làm sao, và cái con camera đó nó có những chức năng thế nào phù hợp với nhu cầu sử dụng của các bạn, để các bạn có thể tìm mua những con camera như vậy nhé. Thì hai con camera này khi mà chúng ta lắp đặt, chúng ta buộc phải lắp đặt và lưu trữ vào thẻ nhớ, phải nhớ cái thẻ nhớ này, hoặc là nó cũng được ép tích hợp vào đầu thu. Chỉ những con camera wifi on VIP, con camera wifi nó có chức năng xịn hơn một chút, cao cấp hơn một chút thì nó mới có thể ép vào đầu thu được các bạn nhé. Là có thể là khi mà chúng ta mua con wifi độc lập như thế này, mốt mà chúng ta có nhu cầu gắn thêm bộ thì con camera này vẫn có thể ép vào cái đầu thu của các bạn, hoặc là các bạn vẫn muốn nó đi độc lập một mình thì các bạn chỉ cần mua cái thẻ nhớ gắn vào con camera này để lưu trữ toàn bộ những hình ảnh của mình trong đây nha. Nhưng mà cái thẻ nhớ này nó sẽ có một chút nhược điểm là như thế này. Thẻ nhớ thì chắc chắn là cái dung lượng của nó sẽ không nhiều bằng ổ cứng rồi, nó chỉ tầm khoảng 32GB, 64GB, 128GB tùy theo mà các bạn muốn lưu bao nhiêu ngày, thì nó sẽ được tùy theo cái thẻ nhớ mà các bạn muốn mua nha. Còn cái con mà wifi mà 360 thì nếu mà các bạn muốn chọn, nếu bạn có thể chọn con camera one này, nó xoay ngang xoay dọc được, nó quay 360, và toàn bộ những con camera mà như cho các bạn coi nó toàn bộ là nó có tính năng tích hợp ghi âm, báo trộm, phát hiện chuyển động con người, và những cái con camera là hoàn toàn rất là thông minh. Chỉ có một cái con này là con có thể xoay được, xoay 360 được, quay ngang quay dọc được. Còn riêng 1, 2, 3 cái con mình cho các bạn coi đây thì những cái con này là con wifi nhưng nó chỉ đứng yên một chỗ, và cái góc nhìn là tùy các bạn chỉnh, và cái góc nhìn của nó tương đối lớn để các bạn có thể bao quát toàn bộ cái góc nhìn đó giống như một con camera theo bộ như vậy. Và cái con mà khi mà chúng ta lắp những cái con camera wifi như thế này ấy, thì nó thường là được lắp ở trong nhà các bạn nhé. Những cái chất liệu bốn cái con camera này ấy, như mới cho các bạn coi, chất liệu của nó được làm bằng vỏ plastic, là bằng vỏ nhựa đó, nên vì vậy nó thích hợp ở chỗ có mái che và nó làm ở trong nhà thì nó bền. Còn nếu như các bạn muốn lắp ở ngoài trời thì các bạn nên chọn cái con mà nó chịu nắng chịu mưa được, vỏ của nó bằng kim loại thì nó thích hợp hơn để ở ngoài trời. Thì đây mình sẽ cho các bạn coi một cái mẫu. Hiện tại trên tay Như sẽ có một cái mẫu gọi là mẫu wifi của Hikvision. Nó không phải là dòng KB và KB One, và
dòng Dahua nữa, mà nó sẽ là dòng Hikvision. Tại sao như cho các bạn coi camera này? Vì một số cái dòng như Dahua, dòng Hikvision, camera thương hiệu nào cũng có con ở ngoài trời hết. Nhưng hiện tại thì như đang có sẵn ở đây là cái con Hikvision, thì như cũng sẽ cho các bạn coi cái giống như là cái mẫu mã của con nó camera ngoài trời nó như thế nào thôi nhá. Thường thì những cái con này sẽ có ngoài trời hết, Dahua cũng sẽ có camera wifi ngoài trời, Hikvision cũng sẽ có con camera wifi ngoài trời, và hết cũng thế. Thì trên tay như đây mình sẽ cho các bạn con một cái dòng, đó là dòng hit. Dòng camera này thường sẽ được lắp đặt ngoài trời và nó được gọi là đi một mình độc lập, không cần phải quay đầu thu hoặc quay ổ cứng gì cả. Nó sẽ lưu trực tiếp vào thẻ nhớ. Và những cái clip trước như cũng đã cho các bạn coi cái mẫu camera này rồi. Và camera này đã được lưu trữ bằng thẻ nhớ ở dưới đây này. Đây là cái nơi để lưu trữ thẻ nhớ của nó. Và cái con này hoàn toàn rất là nặng và nó rất là chất lượng nha các bạn. Nó có thể chống nước, chống nắng, chống mưa được, nên vì vậy nó thích hợp gắn ở ngoài trời và không cần phải đi dây. Đây là con ngoài trời. Thì các bạn có thể biết được là những cái con camera của Hikvision Dahua ở ngoài trời nó cũng sẽ có cái hình dạng tương tự như thế này. Tại vì thông thường người ta lắp ở ngoài trời, người ta sẽ làm cái con thân như thế này để khi mà lắp ở ngoài trời nó có thể bảo vệ nó được, chống nắng, chống mưa, chống bụi, chống tất cả cái gì ở ngoài trời được. Thì nó sẽ chống để cho cái con camera của chúng ta bền hơn. Thì cái thương hiệu mà như muốn nhắc cho các bạn đó là Hikvision và Dahua. Hai cái thương hiệu này là cái thương hiệu sẽ mắc tiền hơn so với Hikvision. Thông thường camera của Hikvision nó sẽ rẻ hơn so với giá thành của Dahua và Hikvision. Đấy, đây là 5 con camera như muốn giới thiệu cho các bạn, và nó sẽ hoàn toàn được lưu trữ vào thẻ nhớ. Và 5 con camera này vẫn có thể tích hợp vào đầu thu, có thể lưu trữ bằng đầu thu được nhé. Và như cũng khuyên các bạn là một số cái lời khuyên dành cho các bạn là ở trên mạng ấy, thì nhiều các bạn ấy thì có mua những con camera Juicy ấy. Thì cái con camera đó thì như không biết là cái thương hiệu nó là thương hiệu gì, nhưng mà thường ấy là con Juicy đấy rất là nổi tiếng là do rất là nhiều người xài và cái giá thành của nó rất là rẻ. Nhưng mà một điều mà các bạn nên nhớ là như vậy, cái con camera đó ấy, thì khi mà các bạn một con camera wifi ấy, các bạn có thể nó bị lỗi hoặc là các bạn quên cái bát để vô cái camera đó. Nếu như mà các bạn quên camera, cái bát của nó, mật khẩu của nó, coi như mình vứt cái con camera ấy luôn. Còn riêng cái dòng Dahua KB hoặc là hit thì nếu như mà các bạn xài cái con camera mà các bạn có bị quên bát thì như vẫn có thể gửi lên hãng, là có hãng Dahua để hoặc là Hikvision hoặc là Hikvision để reset lại bát cho các bạn. Vì vậy khi mà chúng ta mua một con camera nó có thương hiệu đầy đủ thì chúng ta có thể nhờ cái vấn đề về cài đặt, vấn đề về lỗi sản phẩm nó cũng dễ hơn rất là nhiều. Còn đối với cái con camera mà nó không có thương hiệu, nó vấn đề gì thì các bạn chỉ có bỏ đi thôi, và các bạn không thể nào mà tái phục lại, không được khôi phục cái tài khoản đó được nữa. Vì vậy để lẽ mua rồi đã bỏ tiền mua thì các bạn nên chọn cho mình một cái con camera nó đúng với cái giá tiền và đúng cái chất lượng mình mong muốn, và nó đảm bảo về sau này. Vì cái con camera nó cũng một phần là cái mà để bảo vệ bản thân mình, nó cũng một phần là để cái mắt giúp mình quan sát cái điều mà mình muốn, cái điều mình thấy, và cái điều lúc mà mình chưa có mặt tại chỗ đó thì mình không có phải gọi là sợ điều này điều kia nữa, và nó giúp cho mình cảm thấy an tâm hơn khi có mắt camera để mình luôn luôn bảo vệ bản thân mình á. Thì đó, thì như chỉ muốn chia sẻ cho các bạn một chút vấn đề đó và cái giá thành của từng con camera. Nếu như các bạn muốn thì các bạn có thể inbox hoặc là alo tôi số điện thoại của Như. Như sẽ báo giá cái giá tốt nhất cho các bạn để các bạn có thể tự lắp ở nhà, và nó sẽ giúp các bạn, hỗ trợ các bạn tới khi nào camera được lắp hoàn chỉnh ở nhà bạn. Vì những cái con camera wifi này nó cực kỳ dễ lắp và cực kỳ dễ sử dụng trên phần mềm. Vì vậy nếu như mà các bạn đã muốn có ý định lắp camera và tự lắp để đỡ tốn tiền về nhân công về người ta lắp cho mình ấy, thì các bạn inbox cho Như sẽ cho các bạn cái giá tốt nhất và hướng dẫn cái lắp đặt đầy đủ để các bạn có thể có những cái con camera quan sát tại nhà mình được bảo mật và an toàn nhất nhé. Thì đây là một số dòng camera wifi mà các bạn đang nhìn thấy ở đây, thì nó toàn bộ lưu trữ bằng thẻ nhớ nhá. Đây, thì cảm ơn các bạn nha. Bây giờ thì Như sẽ cho các bạn coi một chút về camera theo bộ. Thì thường là có camera wifi thì sẽ có camera theo có dây. Wifi thì nó bắt bằng wifi lên buộc, nó sẽ không có dây rồi.
còn camera này camera theo bộ. Thì cái bộ camera của bên Như thì Như sẽ cho các bạn coi từng dòng một. Đây là camera theo bộ của nó nhá. Thì thường á, camera theo bộ á, của nó sẽ bao gồm đầu thu nè, bao gồm ổ cứng nè, và những cái con camera theo bộ như thế này. Thì tùy theo những cái nơi mà muốn lắp đặt, có thể ở nhà xưởng này, có thể ở văn phòng công ty, có thể ở gia đình, thì mình sẽ chọn những cái con camera phù hợp với mà cái nhu cầu của mình lắp, để nó phục vụ cái nhu cầu công việc của mình tốt nhất. Thì bây giờ Như sẽ cho các bạn coi một số mẫu camera để các bạn có thể biết được ở trên thị trường có sẽ những cái mẫu nào để mình chọn lựa nhé. Thì cái dòng camera ở đây thì Như sẽ cho các bạn coi là toàn bộ 100% là của Cablevision. Thì Như cũng đã nói là cái thương hiệu này nó hoàn toàn là cái thương hiệu mà rất là nổi tiếng trên thị trường bây giờ. Và hoàn toàn bên Như sẽ cho các bạn coi cái camera có những cái chức năng gì, và hoàn toàn camera này là hàng toàn chính hãng 100% và được bảo hành 2 năm trên hãng. Cái camera này các bạn có thể bảo hành bất cứ nơi đâu cũng được cả, hoặc là các bạn khi mà các bạn mua ở đâu nơi nào đó hoặc là nơi của Như thì Như sẽ đảm bảo 100% về cái chất lượng của nó, và có bất cứ một cái vấn đề gì về bảo hành Như cũng sẽ hỗ trợ tuyệt đối cho các bạn đến khi camera của các bạn có thể lắp hoàn chỉnh nhất nhé. Thì bây giờ Như sẽ cho các bạn coi một số mẫu camera nha. Thông thường ấy, camera Cablevision ấy, nếu như mà các bạn lắp ở nhà, các bạn chỉ nên chọn những cái camera đơn giản thôi, nó không có chức năng nhiều như là mic ghi âm hay là full color gì đó, thì nó có chỉ có chức năng đơn giản của nó là quan sát là thì có thể là mình chọn những cái con camera có độ nét tốt từ 1 MP đến 2 MP trở lên, thì tùy theo cái nhu cầu của các bạn mà các bạn có thể chọn nha. Ví dụ các bạn muốn lắp con camera nó ở trong nhà thì các bạn nên chọn cái mẫu như thế này, cái mẫu dome như thế này thì nó rất là gọn, và nhớ là những cái con camera dome như thế này nó phù hợp ở trong nhà hơn, nó đỡ tốn diện tích cho các bạn và cái thiết kế của nó rất là đẹp nha. Hoàn toàn vỏ bên Như chọn cho các bạn là vỏ kim loại nên con camera nó cực kỳ xịn và tốt. Quan trọng khi mà các bạn chọn camera, các bạn phải biết là thương hiệu gì. Cái thứ hai, độ nét của nó là độ bao nhiêu mê. Cái thứ ba của nó là cái vật liệu làm nên nó, tại vì thông thường camera nó sẽ có hai dòng, một dòng vỏ nhựa, một dòng vỏ kim loại. Thì đây là cái vỏ kim loại các bạn nhé, nó sẽ không bao giờ bị ố vàng hay như thế nào, và nó phù hợp cho gia đình nhà các bạn, và nghe của các bạn càng đẹp thì cái con camera này cũng sẽ tôn lên cái tường của các bạn đẹp nữa. Nó rất là đẹp nhé, nó thiết kế là cái vỏ này là một vỏ kim loại các bạn, nhưng mà ốp nó sẽ ốp như vậy, camera của các bạn sẽ như là như vậy đấy, nó ốp như vậy đó. Mình chỉnh góc thì mình cũng sẽ điều chỉnh giống như cái con camera wifi vậy luôn, thì nó cũng chỉnh theo là mình đẩy ống kính như thế này nó phù hợp cái góc nhìn của các bạn. Thì khi mà bất cứ một ai mà lắp cho các bạn ấy, thì thường người ta sẽ chỉnh góc phù hợp với cái mà các bạn mong muốn, các bạn muốn nhìn ở góc độ nào, quan sát ở góc độ nào thì người ta sẽ chỉnh cái góc đó cho các bạn. Thì con camera này là phù hợp ở trong nhà các bạn nhé. Cái con này là con 2 MP của Cablevision, tại vì thông thường con 1 MP và 2 MP cũng chẳng chênh nhau bao nhiêu đâu. Nếu như mà các bạn chọn cái con 2 MP hơn cái con 1 MP tầm khoảng 100 đến 200 nghìn nè. Nhưng mà nếu mà các bạn để chọn xài về lâu về dài thì các bạn nên chọn con 2 MP. Còn nếu như mà các bạn lắp đặt chỉ để xem một chút nhà xưởng hay là chút gọi là nông trại của các bạn chỉ để coi những cái con vật gì đó, thì mình nên chọn cái con 1 MP cũng được rồi, cái giá nó rẻ hơn nhiều. Nếu như mình lắp khoảng một bộ khoảng 4 con thì mình nhân ra lấy là 4 con mà 200 nghìn một con thì mình được giảm đến 800 nghìn đến 1 triệu lận, tùy các bạn muốn chọn thôi. Còn cái con thứ hai và Như muốn cho các bạn coi đó là con thân. Con này là con thân các bạn. Thân thì thông thường nó sẽ để ở ngoài trời các bạn. Ngoài trời thì sẽ chịu nắng chịu mưa được. Cái con camera là chịu nắng chịu mưa được các bạn nhé. Nó có độ chống nước luôn. Thì đó, đây là cái con camera. Vỏ nó là hoàn toàn bằng vỏ kim loại luôn. Thì Như cũng nói các bạn đó, là cái con camera thông thường nó sẽ có hai loại. Một là vỏ kim loại, hai là vỏ nhựa. Thì đây là cái hoàn toàn camera mà Như chọn cho các bạn. Nó sẽ bằng vỏ kim loại để bảo vệ tốt nhất con camera của mình, và chất lượng tốt nhất nữa, giá của nó phải ổn định, và cái chất lượng của nó cũng phải đi kèm của nó vẫn phải là ổn định nữa. Nếu như nó không có ổn định thì chết, cái người gắn là phải đi bảo hành cho các bạn thì cũng hơi mệt đó. Đó, vì vậy khi mà Như chọn cho các bạn những cái con camera để lắp tập trong nhà thì nó sẽ phải là con camera nó có tính ổn định cực kỳ cao. Đây cho các bạn nhé. Đây là hai cái mẫu thông thường, mẫu cơ bản mà ai muốn lắp camera thì Như chọn hai cái mẫu này, mẫu là một ở trong nhà, hai là ngoài trời. Thì hai cái mẫu này sẽ được lắp cho gia đình của các bạn thì tùy theo nhu cầu của các bạn nữa. Thì thông thường là Như lắp cái con camera này của gia đình mỗi người
Còn những cái nơi mà văn phòng, nhà xưởng, công ty ấy, thì những cái sếp người ta muốn thêm cái chức năng là camera đó phải ghi âm, phải nghe tiếng được, phải theo dõi xem nhân viên làm cái gì, nói chuyện gì, có chuyện mờ ám gì hay không. Thì người ta sẽ chọn con camera, đó là camera nó có tích hợp ghi âm và mic. Thì lúc này mình sẽ chọn một con camera có chức năng tích hợp ghi âm và mic là cái con như thế này các bạn nhé. Cái con camera này thì nó sẽ có tích hợp ghi âm và mic cho mình chúng ta nữa. Thì cái giá thành của nó cũng sẽ cao hơn với cái con dome như thế này. Thì đó, như nói với các bạn là thông thường cái con cơ bản của nó thì chúng ta chỉ cần chọn cái con camera, nó có thể quan sát được, không cần chức năng gì cả, độ phân giải của nó ok và hình ảnh nó sắc nét là được. Và cái chất lượng của nó phải ổn định, không phải chập chờn bị dịch hay lâu lâu nó bị trước cấp liên tục. Thì những cái con camera đó là cái con camera nó chất lượng không tốt, hình ảnh của nó cũng chưa được đẹp, thì nó không phải là thương hiệu mà chúng ta muốn. Và chúng ta muốn lắp con camera như vậy, khi mà chúng ta bỏ ra một số tiền nhất định thì chúng ta nên chọn những con camera nó phù hợp với cái chất lượng mà mình mong muốn được. Thì đây mình sẽ cho các bạn coi cái con, những cái con mà như nói các bạn, hoàn toàn những cái con ở đây hoàn toàn nó sẽ bằng bọc kim loại hết. Mỗi con camera, mỗi một con camera nó sẽ có cái chức năng khác nhau. Vì hai cái con camera này như đã giới thiệu cho các bạn, nó có cái chức năng cơ bản là quan sát được, và cái độ phân giải của nó chuẩn để chúng ta có thể coi, có thể quan sát ở gia đình, ở ngoài trời như thế nào cũng có thể coi được. Còn nếu như nhu cầu của chúng ta có thêm ghi âm, có thêm mic nữa, thì đây là cái con camera nó tích hợp cái đường dây mic và ghi âm ở trên đường dây này. Và vì vậy khi mà gắn lên chúng ta có thể thu âm được nơi mà chúng ta quan sát đấy nhá, có chức năng thêm quan sát nữa đó. Rồi, cái camera loại thứ ba như muốn cho các bạn coi, đó là nếu như mà chúng ta lắp đặt camera ở ngoài nhà xưởng mà chúng ta muốn là ban đêm nó có màu mà tự nhiên ban đêm nó lại trắng đen, mình khó chịu, mình không muốn, thì lúc này thì mình sẽ chọn một cái con camera nó hỗ trợ về vấn đề là ban đêm có màu. Vì vậy khi mà chúng ta chọn camera, chúng ta phải chọn camera hỗ trợ ánh sáng vào ban đêm để hình ảnh của xưởng và ban đêm nó sẽ có màu. Bây giờ mình sẽ cho các bạn coi. Đây là cái con camera thân của full color. Full color có nghĩa là ban ngày có màu, ban đêm nó cũng sẽ có màu. Nhờ đâu? Nhờ ánh sáng của cái đèn này trên camera này. Cái đèn này nó sẽ hỗ trợ ánh sáng để camera có đủ ánh sáng, và nó bổ sung cho mình, nó giúp cho hình ảnh của mình nó có màu. Đây là cái con như vậy nha các bạn. Đây là hình ảnh full color luôn mà là dạng thân. Cái con dome của full color này nó cũng sẽ có như vậy luôn. Con dome thì sẽ có hai hình, nó có hai cái đèn các bạn này. Đấy. Nó hỗ trợ ánh sáng cho con camera để camera ban đêm có màu, ghi hình có màu cho các bạn. Đó. Đây là một số camera và như muốn cho các bạn coi nha. Cái con này con dome với cái con này con thân cùng một chức năng nè. Cùng một chức năng là nó có thể có màu vào ban đêm. Đó. Còn con này thì nó tích hợp mic và ghi âm tùy theo nhu cầu sử dụng của các bạn. Còn hai con này thông thường của nó chỉ là quan sát thôi, nó không có cái chức năng như là mic và ghi âm, hay là có ban tổ ban đêm có màu như con full color và mic này. Hai con này là con cơ bản. Toàn bộ những cái con này ấy, nó sẽ đi theo bộ các bạn nhé. Nó sẽ hoàn toàn lưu vào đầu thu, cái đầu thu ở trên đây. Và tùy theo camera, nếu như các bạn chọn camera cơ bản, có nghĩa là cơ bản chỉ quan sát thôi, thì chúng ta sẽ chọn đầu thu cơ bản là có thể quan sát. Và nếu như các bạn chọn camera là full color thì mình phải chọn cái đầu thu có chức năng hỗ trợ về full color, hoặc là đầu thu có mic thì phải hỗ trợ camera có mic thì phải chọn cái đầu thu hỗ trợ có mic. Nhưng mà cái camera này của bên như ấy nó tích hợp và là camera nó đi theo, là nếu như mà camera có mic nó vẫn hỗ trợ được luôn, là có cái đơn giản là cơ bản là camera này nó có nhiều chức năng trong đó rồi, để đầu thu của nó có sẽ hỗ trợ tuyệt đối luôn. Chỉ có cái dòng là nếu như mà camera của các bạn là camera 4 MP, mình phải chọn cái đầu thu đúng chuẩn 4 MP như vậy thì mới sử dụng được nhé. Đây, chúng ta sẽ thử nhìn qua một chút về những cái camera mà Như muốn giới thiệu cho các bạn. Camera full color dome thứ nhất, camera thân full color. Đây là camera Cablevision dome có mic. Đây là hai dòng cơ bản của nó, là dòng camera ngoài trời, ngoài trời 2 MP của Cablevision, và con dome này thích hợp để lắp đặt ở trong nhà. Hoàn toàn những cái con này là rất là bền các bạn nhé. Khỏi nói về cái chất lượng của nó thì nó hoàn toàn cực kỳ bền luôn. Và cái ổ cứng này giúp chúng ta lưu trữ toàn bộ dữ liệu của camera, của con camera vào đầu thu. Thì các bạn có thể biết được
chi tiết hơn về một bộ camera gồm những gì thì Như cũng có thể nói rõ hơn cho các bạn. Của nó gồm camera, đầu thu, ổ cứng, những jack BNC, nguồn và dây cáp của nó. Đây là một bộ của camera cần khi mà chúng ta lắp thành một bộ trên camera của nhà mình nhé. Sơ qua cho các bạn coi. Đó, thì ngày hôm nay Như cũng chỉ muốn cho các bạn coi một chút thôi. Những bạn nào có bất cứ một thắc mắc gì về camera, có dây hoặc không dây, cần tư vấn gì về camera, những mẫu camera mà trên thị trường các bạn muốn, các bạn cũng có thể inbox cho Như. Như có thể tìm đúng cái mẫu mà các bạn chọn và giá thành sẽ chuẩn nhất, tốt nhất cho các bạn. Nếu như những cái mẫu mà Như đưa cho các bạn là mắc nhất, các bạn có thể phản hồi lại để Như biết được cái giá thành của các bạn, của Như dành cho các bạn chưa tốt, và tìm chọn cái nơi mà tốt nhất cho các bạn để các bạn có thể sử dụng được con camera chính hãng giá tốt nhất, và được gọi là hướng dẫn, gọi là được những cái mà gì mà Như biết sẽ hướng dẫn cho các bạn toàn bộ luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này nhá. Thì một số hình ảnh và một số cái clip mà Như làm cho các bạn á, nhiều khi nó không có được đẹp và cái nội dung của nó chưa có được hoàn chỉnh. Nếu như mà các bạn có theo dõi Như mà thấy những nội dung này nó chưa hay, cần phải thay đổi điều gì, các bạn cũng có thể inbox cho Như hoặc là comment phía dưới để Như cố gắng cái clip sau Như sẽ làm tốt hơn, nội dung của nó sẽ gọi là chặt chẽ và hoàn chỉnh hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này nhé.